Đây là những giọt nước mắt vì xúc động, vui mừng của những người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ vừa được các nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 chiều ngày 25 tháng 8. Họ là những người vừa được lực lượng chức năng đưa về sinh sống tạm thời tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường 2, quận 4 từ ngày 23 tháng 8. Nói chung cảm giác của em bây giờ rất là vui, nói chung là thoải mái. Không có gì bằng như bây giờ, cảm giác nói chung là hạnh phúc lắm. Tại em tôi nghĩ cái tụi em như vậy, lang thang ngoài vậy ngoài đó, buổi đời vậy, chưa nghĩ được tiêm vaccine, chưa bao giờ nghĩ được đến cái chuyện đó. Hồi đó chưa có làm, chưa có tiêm vaccine lần nào, nay mới lần đầu. Cũng nghĩ phải mình đi lang thang ngoài, mình nghĩ vô đây mình thấy gì vaccine gì đấy mình cũng tốt, mình vẫn hơn mình thôi. Nếu mà mình đi lang thang vậy thì nhà nước cũng đưa mình vô đây, mình thấy mình cũng không mừng. Nếu không mình lang thang thì sợ mình quản vậy thôi. Trước khi tiêm, lực lượng y tế thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Bệnh viện Đại học Y Dược tiến hành khám sàng lọc cho toàn bộ 100 người. Họ được tiêm vaccine Verocell do Trung Quốc sản xuất. Những người khỏe mạnh, không có bệnh nền sẽ được tiêm vaccine. Với những người sức khỏe yếu, có nhiều bệnh nền sẽ được sắp xếp tiêm tại các trung tâm y tế để đảm bảo an toàn. Trong tổng số 114 người vô gia cư được các chiến sĩ quân đội và lực lượng công an quận 4 đưa về sinh hoạt tạm thời ở trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, có 14 người nhiễm COVID-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. 100 người còn lại được khám sàng lọc để tiêm vaccine vào chiều ngày 25 tháng 8. Tại địa điểm sống tạm thời, những người này được lo cơm ăn đủ 3 bữa trong ngày và xét nghiệm COVID-19 miễn phí thay vì trước đó phải ngủ ngoài lề đường, bữa đói bữa no. Theo cơ quan chức năng, những người vô gia cư này sau khi tiêm sẽ thực hiện theo chỉ thị của thành phố được đưa tới trung tâm an sinh xã hội. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 8, trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho công an phát hiện, mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý.